Hiện tại thì gia đình Happy đang ở chùa Gò Kén ngày mùng 1 đầu tháng nha. Hôm nay nè, cả nhà đang mặc áo đi chùa lễ Phật ngày đầu tháng nha. Wow, đây nè, quay hình với cả nhà cùng xem, xoay lại nè. Đó. Yeah. Gia đình Happy đang phát trực tiếp chuẩn Full HD nha. Nhưng mà hôm nay nhân ở đây rất là đẹp, có rất là nhiều đèn, nên gia đình Happy quyết định sẽ test chuẩn 8K của cái Inta 360 nha cả nhà. 24 khung hình dây để quay đêm chất lượng như thế nào để cả nhà cùng xem nha. Chuẩn 8K. Bây giờ là đang phát trực tiếp ở chùa Gò Kén nha cả nhà. Wow, bây giờ cả nhà cùng đi lễ Phật. Ở đây cả nhà thấy nè, chùa Gò Kén hôm nay có cái bảo tháp rất là lớn, rất là đẹp nha cả nhà. Hiện tại thì ở dưới vẫn chưa cho vào, nhưng mà xung quanh mở đèn rất là đẹp nè. Gia đình Happy đang phát trực tiếp. Wow. Và một Phật tử không lương danh thì cũng một chất vàng, đã gieo duyên phụng trước giác vàng thực Phật một chân Thích Ca Mâu Ni, trùng tu đại hội Bồ Đề thiền lắc Gò Kén. Chúng tôi nguyện cầu hộ pháp pháp bảo chúng tôi gia hộ đầu trì cho quý vị các nước đồng lộc và các họ và thành đạt anh. Máy 8K nó mới vừa ngắt thôi, gia đình Happy sẽ chuyển qua phát là tường thật lại 4K 30 khung hình trên dây nha cả nhà. Let's go. Bây giờ Happy cùng mẹ đang ở đây, đang là tiến vào chỗ khu vực này là khu vực vào chánh điện tượng Bồ Tát nha. Wow, cả nhà thấy video hữu ích bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy nha. Thường mọi người hay nói rằng là mùng 1 là khởi đầu của một tháng. Người ta nói là bước chân vạn dặm xuất phát từ một bước đầu tiên nha. Thường cái bước đầu tiên của tháng á, ai cũng muốn là làm điều thiện, làm điều may để được nhiều may mắn nha cả nhà. À, sẵn dịp nói về bước chân đầu tiên nha. Chắc nhiều người chưa biết. À, hay trong đi à, đi ngoài được rồi, xong rồi vô trong. Rồi, đi vô trong trước. Bây giờ đi vô trong trước nha cả nhà. Nói về bước chân đầu tiên thì ít người biết được. Ở Tây Ninh nổi tiếng là đạo Cao Đài. Thì đạo Cao Đài khởi đầu của cái ngày xưa có buổi lễ khai đạo đầu tiên tổ chức ở chùa Gò Kén này nha cả nhà. Tức là cái bước chân đầu tiên ngày xưa lễ khai đạo của đạo Cao Đài mà ít người biết được, đó là tổ chức ở chùa Gò Kén này nha. Wow, bây giờ mình đang cập nhật phía bên trong chánh điện nha. Cả nhà có thể xem lại tường thuật chuẩn 4K với 8K ở một video nha. Bây giờ mình ghi cả hai, mình xem chất lượng như thế nào để mình so sánh nha cả nhà. Let's go. Để xem cái độ chi tiết quay đêm như thế nào nha cả nhà. Mình đang phát trực tiếp. Ở đây là để dép phía bên ngoài nha cả nhà. Đây. Wow. Đây. Ngoài Happy đang lễ Phật. Chùa Gò Kén là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Tây Ninh nha cả nhà. Wow.
Rồi, phía sau là hôm trước có lễ giác vàng tượng Phật nặng 32 tấn nha. Bây giờ gia đình Happy sẽ cập nhật xem lễ giác vàng tới đâu rồi nha cả nhà. Và hôm trước có lễ rước cung nghinh xá lợi Phật. Gia đình Happy có làm một video phát trực tiếp cung nghinh xá lợi Phật. Thì hôm nay để xem như thế nào nha. Cập nhật với đại gia đình. Tượng Phật giác vàng tới đâu rồi nha cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu năm. Ở đây đi lễ chùa rất là nhiều. Cầu duyên, cầu may mắn. Rồi, tiếp tục. Ở đây cũng có tượng Đạt Ma Tổ Sư nha cả nhà. Đạt Ma Tổ Sư Bồ Tát. Chùa Gò Kén là theo trường phái là ở đây cả nhà thấy là có Đạt Ma Tổ Sư. Ở đây là Thiền Tông nha cả nhà. Đạt Ma Tổ Sư. Gia đình Happy đang tường thuật lại chuẩn 8K nha. Cả nhà có thể xem chuẩn 8K. Nếu mà phát trực tiếp không có rõ như cả nhà. Bây giờ mình đi khu vực này là tối đen, không có đèn luôn. Mình cố tình mình test cái chuẩn 8K vào buổi tối như thế nào nha. Ok. Không biết là cái độ chi tiết và độ noi như thế nào. Gia đình có thể xem lại bản cập nhật nha. Chuẩn 8K mình đang phát nha. Xung quanh đây là không có đèn luôn, hoàn toàn không có đèn luôn. Wow. Còn khu vực này cả nhà thấy trước mắt cả nhà đây ở giữa. Hôm trước là xá lợi Phật được cung nghinh từ Ấn Độ về nha. Gia đình Happy có làm một video, có một buổi lễ cung nghinh xá lợi Phật. Hiện tại là Bửu Tháp còn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên chưa có đưa xá lợi Phật lên trên đó được nha cả nhà. Với lại ở đây cả nhà thấy nè, phía sau lưng đây là tượng Phật nặng 32 tấn giác vàng còn đang trong giai đoạn thi công sắp hoàn thiện nha cả nhà. Wow. Thôi đi nào. Toàn bộ bên trong đây toàn là những cái tượng cổ, tượng Phật ngày xưa lâu lắm rồi nha cả nhà. Chùa Gò Kén là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Tây Ninh nha. Wow. Nơi đây đã từng làm lễ khai đạo của đạo Cao Đài nha cả nhà. Mình đang nhắc đến cái số 1 là bước đầu tiên.
Thì đó, có liên quan là bước đầu tiên của đạo Cao Đài ngày xưa là làm lễ khai đạo tại đây. Và Happy đang là đảnh lễ nè. Sẵn tiện hôm nay khu vực này có rất là nhiều đèn, đèn lồng với lại khu vực bảo tháp dành Happy test chuẩn 8K. Sẽ upload chuẩn 8K, cả nhà có thể theo dõi tường thuật chuẩn 8K ở một video nha, để xem chất lượng như thế nào. Comment đánh giá, review, chia sẻ giúp mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Ở đây là Hàng Long La Hán. Hàng Long La Hán, Thập Bát La Hán. Đúng rồi, tượng cổ thời xưa. À, nếu mà mình lên coi triển lãm Phật giáo ở đỉnh núi Bà thì ở đây mình thấy là tượng không thua kỳ hết nha. Thập Bát La Hán. Wow. Thập Bát La Hán, khu vực bên trong này là hơi tối nhưng mà vẫn có ánh sáng của bóng đèn ở trên cả nhà. Thì mình đang test chất lượng hình ảnh 8K đồng thời so sánh với phát trực tiếp Full HD như thế nào nha cả nhà. Cả nhà thấy video dễ thương hay bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Wow. Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. Văn hóa của người Việt mình là ngày mùng 1 và ngày rằm thường là đi lễ chùa, hành thiện tích đức, nói điều thiện, làm điều lành, làm điều tốt. Đó là văn hóa tốt của người Á Đông nha, đặc biệt là của người Việt Nam mình nha cả nhà. Ở đây mình đang quay bảo tháp nè. Hiện tại là đã bật đèn rồi nhưng mà ở dưới thì vẫn chưa vào được nha cả nhà. Khu vực bảo tháp. Ở đây mình đang quay hình phát trực tiếp với cả nhà nè. Wow, rất là đẹp nha. Trước mắt cả nhà là những hình ảnh đang phát trực tiếp ở chùa Gò Kén, Thiền Lâm Cổ Tự, một trong những ngôi chùa cổ nhất của Tây Ninh như cả nhà. Ở đây cũng có một cái điện thờ, khu vực bên hông đây có một cái gian ở đây, già cổ nè. Ở đây có điện thờ của Linh Sơn Thánh Mẫu luôn nha cả nhà. Điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu nha. Cập nhật với đại gia đình, ở đây có khu vực điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, Phật Bà Địa Mẫu nha. Phật Bà Địa Mẫu. Rồi, ở đây có Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát. Đây là Phật Bà Thiên Hậu. Đây là một cái gian nhà cổ nha cả nhà. Khu vực này sau này sẽ xây dựng rộng lớn khang trang hơn. Hiện tại là đang xây dựng khu vực bủ tháp, bảo tháp ở phía bên trái thôi nha cả nhà. Xung quanh đây còn nhiều khu vực đang xây dựng nha cả nhà. Còn đang xây dựng
sau này sẽ khang trang đẹp hơn nữa. À. Rồi, mình đi một vòng tất cả chùa Gò Kén ngày mùng 1 là có những cái thông thay đổi gì cập nhật với cả nhà nha. Điểm mới là hiện tại là có rất là nhiều đèn lồng kiểu giống như là ngày xưa Trung Hoa cổ nghe cả nhà, rất là đẹp nha. Đèn lồng Trung Hoa cổ rất là đẹp, kiến trúc giống như là kiểu ngày xưa của Trung Hoa ngày xưa nghe cả nhà. Tại vì đặc điểm ở đây là chùa Bắc truyền nghe cả nhà, Bắc truyền là từ Trung Quốc truyền sang nên có những đặc điểm rất là đẹp. Đây là bửu tháp rất là cao, sắp khánh thành rồi nha cả nhà, đã lên đèn rồi nhưng mà ở dưới chân thì còn đang những công đoạn cuối cùng nha, mình đang cập nhật với cả nhà. Đây du lịch khám phá điều chưa biết, khu vực này là đang sắp xong rồi nha cả nhà. Đây, đây là chưa có lên được, đây còn dựng đây, còn chưa có lên được nha, chưa có lên được. Khi nào cập nhật hoàn thành thì mình chia sẻ cả nhà nè. Nhưng mà nhớ vào những bộ phim của Tề Thiên ngày xưa thì giống như là cao vậy nè. Wow, ở đây có đầu rồng nha cả nhà, đây là cái đầu rồng. Wow. Giờ này gió siêu mạnh luôn, cao lắm á, ngửa thẳng cái đầu luôn á, giờ này gió siêu mạnh luôn nha cả nhà, ngửa thẳng cái đầu luôn. Bên kia là khu vực Phật Niết Bàn nha, kế bên bửu tháp này bên đó là khu vực Phật Niết Bàn nha. Trời ơi, giờ này gió mạnh quá. Gió quá trời mạnh luôn nha cả nhà. Mình đang tường thuật lại chuẩn 8K. Nó có thể ngắt bất cứ lúc nào nha, nhưng mà hiện tại không phải trời nắng nên đỡ hơn buổi trưa. Rồi, ở đây khu vực này là Phật Niết Bàn nha cả nhà. Wow, ở đây khu vực Phật Niết Bàn. Còn phía bên đây có cái khu vực gọi là Phật giảng đạo cho năm anh em Kiều Trần Như nha cả nhà. Ở đây có khu vực Phật Niết Bàn, tái hiện lại Phật Niết Bàn. À, bên đây mình cập nhật với cả nhà nha, không gian chùa Gò Kén hiện tại có nhiều thay đổi rồi ha, đặc biệt là khu vực bửu tháp ở giữa rất là đẹp, rất là lung linh. Mình đang tường thuật lại chuẩn 8K luôn nha. Ở đây có khu vực là Phật giảng đạo cho năm anh em Kiều Trần Như nha. Nếu mà tìm hiểu về đạo Phật chánh pháp mình sẽ hiểu rõ, lúc này là Phật đã giác ngộ, sau khi thành đạo thì năm đệ tử đầu tiên, Phật giảng cho năm đệ tử đầu tiên ở đây nè, tái hiện lại cho đại gia đình cùng xem nha. Wow. Đặc điểm nổi bật hôm nay là tòa tháp, nãy giờ mình quay xung quanh tòa tháp rất là nhiều nha. Mình đi một vòng tòa tháp với đại gia đình với cả nhà cùng xem nha. Wow, rất là đẹp. Ngày xưa là tòa tháp còn đang xây dựng rất là tối nha, bây giờ tòa tháp bây giờ sừng sững to lớn ngay tại đây, sáng rực luôn nha. Ngay trung tâm của khu vực này luôn, bây giờ sáng rực rất là đẹp. Hiện tại là chưa có lên được nha cả nhà, chưa có lên được. Quá trời đẹp luôn. Khi nào là có thông báo lên hoàn thành thì gia đình Happy sẽ cập nhật với đại gia đình nha. Wow, mình đi một vòng tròn luôn á cho cả nhà thấy. Cập nhật.
tòa tháp rất là cao. Ở bên trong chùa Gò Kén Thiền Lâm Cổ Tự nha. Ngay bên hông tòa tháp đây thì có một bức tượng Di Lạc khổng lồ chỗ này đó nha. Tượng Di Lạc khổng lồ chỗ này. Thì ngày xưa lúc mà Đức Phật sắp Niết Bàn thì có kể rằng là một thời gian sau sẽ truyền lại y bát cho đại đệ tử, chờ Phật Di Lạc hiện thân và truyền y bát của Đức Phật lại. Tức là đại đệ tử của Đức Phật hiện vẫn còn ở đâu đó đợi ngài truyền y bát lại cho Phật Di Lạc với cả nhà. Đó là trong kinh chia sẻ lại như vậy. Còn hiện tại thì Phật Di Lạc khi nào xuất hiện thì chưa biết nha cả nhà. Nhưng mà trong kinh có thể tái hiện lại hình ảnh của Phật Di Lạc để chia sẻ, sẽ là hiện thân của quan hỷ vui vẻ. Ngày 28 tháng 1 tới, ở núi Bà Đen sẽ có đại lễ tượng Phật Di Lạc bằng sa thạch lớn nhất hàng đầu thế giới nha cả nhà nhớ đón theo dõi nha. Vừa rồi là mình đi một vòng xung quanh tòa bà Bụ Tháp này rồi nha. Cao quá trời cao luôn. Đó là hạng mục mới nhất, vừa mới được xây dựng cập nhật ở chùa Gò Kén Thiền Lâm nha. Nếu mà ai chưa đi tham quan đảnh lễ thì thông báo với cả nhà nha. Còn lại bây giờ là quang cảnh xung quanh chùa vào lúc buổi tối nha. Xung quanh cố gắng rất là nhiều đèn, đèn lồng nè cả nhà nè. Wow, rất là đẹp luôn. Sẵn tiện ở đây mình đang test chuẩn 8K cả nhà cùng xem nha. Chất lượng như thế nào có thể comment chi tiết, đánh giá, chia sẻ giúp mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Đây, khu vực này là Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề. Ngay chánh điện, Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề nha cả nhà. Giờ này thì khu vực này là rất là nhiều Phật tử đến đây lễ Phật, đảnh lễ viếng Phật nha cả nhà. Qua đây, phía này là phía trước cổng đi vô nha cả nhà. Xung quanh hai bên là 18 vị La Hán. Thì ở đây là sử dụng là nguyên bản của đá thạch, nguyên bản giữ nguyên lại nha cả nhà. Ở đây có tượng Phật đang đứng là Phật A Di Đà nha cả nhà. Nếu mà mình thấy có chữ vạn ngay giữa trước ngực là Phật A Di Đà nha cả nhà. Rồi. Mình hay kêu là A Di Đà Phật. Còn nếu mà Phật Thích Ca thì mình kêu là Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật nha cả nhà. Wow. Rồi. Rồi, vừa rồi là một vòng toàn cảnh chùa Gò Kén vào ngày mùng 1 đầu tháng nha. Chúc cho ai đi lễ chùa, cho ai xem video và cho tất cả mọi người sang tháng mới thật là nhiều may mắn, vạn sự như ý, làm điều thiện được điều may nha cả nhà. Rất là tuyệt vời. Đây, khu vực bên đây. Mình cập nhật với đại gia đình quang cảnh của chùa Gò Kén vào buổi tối như thế nào nha. Khu vực ở đây có rất là nhiều đèn, rất là đẹp nha cả nhà. Wow. Ở đây có tượng Bồ Tát đang ngồi trên con lân như cả nhà. Có tượng Bồ Tát ngồi trên con lân. Wow. Nam Mô Di Đà Phật. Còn những khu vực xung quanh bên đây bây giờ là tối đèn, là đang chuẩn bị xây dựng mới nha cả nhà. Chỉ khu vực sáng đèn là khu vực đây là đã hoàn thiện rồi. Khu vực kia là đang làm mới lại, chuẩn bị cho dịp Tết này để đón thật là nhiều Phật tử tới đảnh lễ nha cả nhà.
Rồi, vừa rồi là một vòng toàn cảnh chùa Gò Kén vào ngày mùng 1 đầu tháng. Hôm nay là duyên lành, là ngày dương là ngày 11 tháng 1, còn ngày âm là ngày mùng 1 nha. Tất cả những cái liên quan tới số 1 đều hiển thị ngầm ý là may mắn đầu năm, sự khởi đầu cho bước chân đầu tiên nha. Gia đình Tháp Bi xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn, cảm ơn đại gia đình đã xem video và ủng hộ nha. Gia đình Happy sẽ tường thuật lại video phát trực tiếp nãy giờ bằng chuẩn 8K ở một video nha, của kênh Tuệ An Happy Family và kênh Happy TV nha. Đại gia đình nhớ đón theo dõi nha. Bây giờ gia đình Happy sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú chị và các bạn. Hẹn gặp lại đại gia đình ở video khám phá Tây Ninh tiếp theo nha. Xin chào. Còn hai tàn, hai tàn cá ba chín, hai bình dương.